Sau khi đoạt giải nhất trong cuộc thi Vô Cùng Ước Mơ Xanh, Tóc Tiên được nhiều khán giả biết đến và yêu thích qua hình ảnh một cô bé tóc xù xinh xắn dễ thương. Nhưng một thời gian sau khi qua Mỹ, Tóc Tiên lột xác trở thành một cô nàng tóc ngắn nóng bỏng cùng phong cách vô cùng quyến rũ và giọng hát bốc lửa. Hiện giờ cô đang gây dấu ấn với khán giả Việt Nam khi về nước và tham gia vào chương trình Hòa Âm Ánh Sáng. Đội Tóc Tiên hiện đang là một trong những đội thu hút được sự chú ý của khán giả và giới truyền thông. Ngày mai có bao nhiêu niềm vui, biết bao nhiêu chờ đón, mình đàn chim bay về tìm nơi này bình yên. Ngày mai hãy cho tôi ngủ quên, ngắm trọn vẹn bình minh để chờ sinh sống nụ cười trên môi đời xinh. Ngày mai đến bên tôi gần hơn, biết bao nhiêu niềm vui, chờ ai cũng nao nức chờ. Chuyện diễn ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy nhau, con tim đã yêu đậm sâu. Mỹ nhân quê Kiên Giang bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp khi hợp tác cùng nhạc sĩ Quốc Bảo. Tuy nhiên, việc lựa chọn dòng nhạc gothic rock kén người nghe không giúp cô gây được sự chú ý với khán giả. Sau đó, Thủy Tiên lột xác xinh đẹp hơn và ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc nhạc phim đặc sắc cho chính cô tự sáng tác và trình bày, như Tuyết Nhiệt Đới, Hát Vang Rằng Em Yêu Anh, Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Cuộc hôn nhân đẹp như mơ của cô và cầu thủ bóng đá Công Vinh đã có kết thúc viên mãn là một cô con gái nhỏ. Đây cũng là một trong những cặp đôi hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt. Chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió, nắng mưa, ta có sợ gì đâu. Cô nàng tomboy tác giả của hàng loạt ca khúc ăn khách này đến với âm nhạc từ rất sớm khi cô mới học lớp 9. Tên tuổi của Tiên Cúc Ki được công chúng biết đến rộng rãi khi cô kết hợp với giọng ca cảm xúc Bùi Bích Phương trong bản hit Có Khi Nào Rời Xa. Sau sự kiện này, Tiên Cúc Ki được đánh giá là người có khả năng tạo hit cho các ca sĩ và rất nhiều ca sĩ trẻ đã tìm đến và cộng tác với cô trong những dự án mới. Giữa năm 2013, Tiên Cúc Ki khoe chất giọng lạ và trầm ấm riêng biệt bằng single Sau Tất Cả, khiến người hâm mộ chết mê chết mệt. Người đứng phía sau ca khúc Giữ Em Đi gây bão trong thời gian qua chính là cô gái tóc xù có cái tên cực kỳ dễ thương, Tiên Tiên. Cư dân mạng phát hiện ra cô từ những đoạn clip cover ngắn trên mạng. Nhờ ngoại hình cá tính và giọng hát truyền cảm, cô nhanh chóng nhận được sự chú ý. Và sau khi kết hợp cùng Thùy Chi, tên tuổi của Tiên Tiên ngày càng nổi đình nổi đám. Không để khán giả đợi lâu, đầu năm 2015, Tiên Tiên chính thức ra mắt với khán giả sản phẩm đầu tay trong vai trò ca sĩ, ca khúc My Everything.